Tao nói thế vẫn không hiểu à? Cửa hàng của tao ý, chỉ tiếp những khách VIP thôi. Còn những kiểu xe bẩn người bẩn như mày ý, bọn tao không tiếp. Tiếp ý, ảnh hưởng đến cửa hàng. Ok, biến. Tôi đi quay phim, chụp ảnh lại, gửi cho giám đốc của cô. Ở cái hệ thống lớn như này làm sao có nhân viên như cô được chứ? Còn điên mày, mày tao ngứa mắt rồi. Chủ tịch ạ, cơ sở bên Dương Đình Nghệ hiện tại đang thiếu một vị trí quản lý. Liệu em có thể đề xuất em gái em vào vị trí đấy được không? Không phải lăn tăn đâu, này. Này, thằng kia, lấy tao cốc nước. Đang làm cái gì đấy? Thôi bỏ đấy đi. Ra xem cái xe của tao thế nào xong rồi nó hỏng hóc cái gì thì sửa đi. Thế còn xe khách hiện chiều lấy sao chị? Khách quan trọng hơn hay là sếp quan trọng hơn à? Tao nói cho mày cứ làm đi, hỏi nhiều. Thế còn chi phí ạ? Cô ơi, cô cho tôi rửa cái xe đấy ạ. Cái xe cả tàng này ấy, vứt đi được rồi đấy. Rửa là có gì cho tốn nước, tốn xà phòng. Cô thông cảm nhá, tôi dưới quê mới lên. Tính là rửa cái xe một tí rồi cho nó sạch sẽ đi xin việc. Khi nào tôi có tiền ấy, tôi quay lại cửa hàng cô nhá. Tao nói thế vẫn không hiểu à? Cửa hàng của tao ấy, chỉ tiếp những khách VIP thôi. Còn những kiểu xe bẩn người bẩn như mày ý, bọn tao không tiếp. Tiếp ý, ảnh hưởng đến cửa hàng. Ok, biến. Chính thái độ của cô mới làm ảnh hưởng đến cái cửa hàng này đấy. Này, mày lên giọng với ai đấy? Tôi đã quay phim, chụp ảnh lại, gửi cho giám đốc của cô. Okay. Cái hệ thống lớn như này làm sao có nhân viên như cô được chứ? Còn điên mày, mày tao ngứa mắt rồi. Trả lại cho tôi. Cửa hàng của tao chứ, tao muốn làm gì thì tao làm. Mày không quyền can dự, mau cút đi. Alo, đây là số máy của anh Lâm, chăm sóc khách hàng đúng không ạ? Tôi muốn báo cáo sự việc. Mày vẫn định trêu người tao đúng không? Hả? Đứa đây. Buông ra. Được rồi, thích gọi, thích quay cái gì? Mày gọi đi, mày quay đi. Gọi này, quay. Gọi ngay. Gọi này. Ôi, cái xe của tôi. Sao cô nói là cô mượn xe của tôi rồi đi rửa xe là sao? Cô xin lỗi nhá, chuyện này thực sự là không cố ý đâu. Cô cầm lấy số tiền này, coi như là tôi xin lỗi. Còn đây danh thiếp của tôi, nếu mà chiếc xe có vấn đề gì gọi điện cho tôi nhá. Chủ tịch tập đoàn NCT. Cô là chủ tịch tập đoàn NCT ạ? Phải. Thôi được rồi, coi như tôi bỏ qua. Cảm ơn cô nhá. Chị là... Tôi là ai ấy? Chẳng phải cô hỏi anh trai cô rõ nhất sao? Chị ơi, em xin lỗi. Là do em không biết nên là em mới... Chị tha lỗi cho em ạ. Nói như vậy có nghĩa là cô vẫn chưa nắm rõ được quy tắc bất di bất dịch của công ty à? Em... Mời vào. Dạ. Em chào chủ tịch ạ. Ừ. Dạ, thưa chủ tịch, em có một chuyện này muốn báo cáo. Ok, cậu nói đi. À, dạ, chủ tịch ơi, cơ sở bên Dương Đình Nghệ hiện tại đang thiếu một vị trí quản lý. Liệu em có thể đề xuất em gái em vào vị trí đấy được không ạ? Em gái cậu ạ? Dạ vâng, nó là người nhanh nhẹn. Trước kia nó cũng đã từng quản lý cửa hàng của gia đình rồi ạ. Về chuyện bằng cấp thì... Em gái của trợ lý Lâm ấy, tôi không hề lo vấn đề bằng cấp. Chỉ là không biết là liệu con bé có tuân thủ được quy tắc của công ty không. Luôn tôn trọng và đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Dạ vâng, về chuyện đấy thì em sẽ cố gắng bảo ban em gái em. Nhưng mà về còn chuyện kia thì được chị... rồi, không cần phải lăn tăn đâu, chuyện này cậu tự quyết đi. Dạ vâng, thế em cảm ơn chủ tịch ạ. Em xin phép chủ tịch. Là anh trai của cô ấy, không dạy cô về quy tắc bất di bất dịch của công ty. Hay là cô cố tình bỏ qua nó? Em xin lỗi ạ. Chị tha lỗi cho em lần này ạ. Chủ tịch ạ. Chủ tịch ơi,
Chủ tịch cho em xin lỗi là do em đã không dạy dỗ em gái cho cẩn thận, cho nên là nó... Chị ơi, chị đừng đuổi việc em ạ. Tôi sẽ không đuổi việc cô đâu. Dạ. Thay vào đó ấy, cô phải làm việc ở đây không công cho đến khi nào cô bỏ được cái tật xấu của mình. Nhưng mà... Cô có quyền từ chối, nhưng mà ngay bây giờ tôi sẽ đuổi việc cậu Lâm. Dạ thôi ạ. Em đồng ý ạ. Em hứa từ lần sau em sẽ thay đổi ạ. Tôi nói cho cô biết, trước kia tôi rất nghèo, cho nên cực kỳ phản cảm với những hành động vừa rồi của cô. Nói như vậy cô hiểu chứ? Vâng ạ. Từ lần sau em sẽ sửa sai ạ. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, bạn muốn là người lái đò? Hãy đến với tìmviec.com.vn. Em muốn nói cái gì? Là chồng sắp cưới của em à? Nhưng mà chúng ta yêu nhau lâu rồi mà em, tại sao em lại đi cưới người khác chứ? Yêu á? Anh đừng có mà tưởng bở. Cái loại nghèo kiết xác như anh ấy làm sao mà xứng với tình yêu của tôi được. Mà tao về nhà đây á, người ta coi tao không khác gì ô xin cả. Đã thế bây giờ nhà đấy cũng phá sản rồi. Anh Hưng ngày xưa có ăn nhạt như thế này đâu. Hay từ ngày lấy Châu về anh Hưng thay đổi khẩu vị à? Anh không nhớ em à? Em xem này, anh tiết kiệm tiền và mua được nhẫn Hồng Anh thích rồi đấy. Em xem có đẹp không? Đẹp ạ. Nhưng mà anh nhất định phải cầu hôn Hồng Anh vào hôm nay à? Tất nhiên rồi, anh với Hồng Anh yêu nhau lâu rồi mà em. Nhưng mà anh cảm thấy hình như là em không vui thì phải. Mày vẫn chưa đưa thiệp mời cho anh ta đấy à? Thiệp mời nào? Đám cưới Hồng Anh, Việt Trần. Việt Trần là ai? Là ai? Là chồng sắp cưới của tôi đấy. Em vừa nói cái gì? Là chồng sắp cưới của em à? Nhưng mà chúng ta yêu nhau lâu rồi mà em, tại sao em lại đi cưới người khác chứ? Yêu á? Anh đừng có mà tưởng bở. Cái loại nghèo kiết xác như anh ấy làm sao mà xứng với tình yêu của tôi được. Trong lúc mà anh đang đi xe máy thì anh ấy đã đi siêu xe rồi, điều hòa mát lạnh. Trong lúc mà anh đưa tôi đi ăn vỉa hè lề đường ấy thì anh ấy sẵn sàng đưa tôi vào bất cứ một cái nhà hàng 5 sao nào mà tôi thích. Còn cái lúc mà anh không đủ tiền mua nhẫn cho tôi ấy thì anh ấy đã mua cho tôi cả một bộ sưu tập rồi, trang sức đắt tiền cơ. Vậy thì anh nghĩ ai sẽ là người xứng đáng hơn đây? Anh Hồng Anh, mình nói đó. Từ nay về sau ấy, làm ơn đi, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Hồng Anh.
Em lại chưa ăn gì đúng không? Em mang cơm hộp cho anh này. Anh ăn đi. Anh mất việc rồi. Sao lại mất việc? Công ty làm ăn thua lỗ, bây giờ phá sản rồi. Chỗ đấy còn nợ anh 10 tháng lương nữa. Bây giờ thì tất cả thằng này mới khó hết rồi. Anh chẳng biết phải làm sao nữa. À, hay là anh thử vào trang web hoặc ứng dụng VC Acer này xem. Đây là nền tảng tìm việc thông minh đến từ Nhật. Trước em cũng tìm việc ở trên này đấy. Trang này đặc biệt ở chỗ có công nghệ AI tự đề xuất công việc phù hợp. Lại còn có thể chat trực tiếp với nhà tuyển dụng nữa chứ. Trước giờ bạn bè em cũng cần tìm việc ở trên này. Giờ định hết rồi. Anh thử đi. Lấy đại gia cũng chỉ là để có tiền để chữa bệnh cho mẹ mà thôi. Mà tao về nhà đây á, người ta coi tao không khác gì ô xin cả. Đã thế bây giờ nhà đấy cũng phá sản rồi, chủ nợ tìm bọn tao khắp nơi. Tao phải trốn chui trốn lủi đi, không dám ở đấy nữa. Những lúc này tao chỉ biết nghĩ đến mày thôi. Chỉ có mày là sẵn sàng giúp đỡ tao thôi. Bạn bè lớn lên với nhau, thế mày gặp khó khăn, tao làm sao mà làm ngơ được. Thôi, mày ở lại đây với tao, tao bảo chồng tao rồi. Cảm ơn mày nhá, nhất định là tao sẽ kiếm tiền để trả lại tiền nhà cho mày. Loại người như cô thì làm ăn gì? Tôi nghĩ là cô kiếm mấy cái thằng đại gia ấy, rồi đào mỏ chắc là hợp lý hơn đấy. Anh đi làm đây nhá. À, mày tìm việc thì mày vào app này này. À, nhờ nó mà ngày trước anh Hưng cũng kiếm được công việc tốt rồi thăng tiến như bây giờ đấy. Mày xem đi. Này, anh Hưng mua cho tao, nhưng mà tao thấy không hợp lắm. Toàn đồ xịn thôi đấy. Mày mặc đi, rồi có gì mai tao đưa mày đi mua đồ. Wow, toàn là đồ đắt tiền này. Mày đúng là ngốc thật đấy, toàn là đồ hiệu, sao lại không biết dùng. Cảm ơn mày nhá. Mà ngày ấy tao đúng là ngu thật đấy. Biết thế, nghe lời mày, bây giờ có phải là không nhục nhã như thế này không? Thôi, sau cơn mưa trở lại sáng ấy mà. Cảm ơn mày. Ăn cơm nhá. Em ăn đi này. Đồ của anh nấu lúc nào cũng là ngon nhất. Mày ăn nhiều vào nhá. Ừ.
anh Hưng ngày xưa có ăn nhạt như thế này đâu. Hay từ ngày lấy Châu về, anh Hưng thay đổi khẩu vị à? Ăn mặn chỉ tổ ung thư chứ làm cái gì. Nếu mà cô không ăn thì cô đi ra ngoài mà ăn, đừng có mặn nhiều. Tao nói vậy thôi, chứ cũng không có ý gì đâu. Chỉ là chợt nhớ ra ấy mà. Với cả dù sao ấy, thì tao với anh Hưng cũng từng yêu nhau 3-4 năm mà. Thì tao hiểu anh ấy lắm. Không sao đâu, để anh ra lấy cốc nồi cho anh. Làm cái gì thế này? Châu, Châu, nghe giải thích đã. Châu, nghe nói đã. Cô ấy vẫn giận em, vẫn ở lì bên nhà ngoại không chịu về. Chắc là lúc anh có tình cảm với em. Mày dám cướp chồng tao à? Châu à? Tao không có biết gì hết. Là tại anh ấy say nên anh ấy làm bừa thôi, tao không biết gì hết đâu. Nhưng mà tôi đâu có sai. Anh có bỏ lớp mặt nạ xuống cho rồi hả? Lớp mặt nạ nào cơ? Anh nói gì em không có hiểu. Cô nói là cô không hiểu hả? Thank you.
Được lắm. Hóa ra là vợ chồng mày thông đồng với nhau để gài bẫy tao còn đúng không? Chính cô mới là người bày trò để phá hoại gia đình hạnh phúc của chúng tôi. Cô có thể lừa tôi một lần, nhưng lần thứ hai chưa chắc được. Cô bảo là chồng cũ của cô đánh cô đúng không? Nhưng mà thực chất ra anh ta đã bị phá sản, chứ chẳng ai thèm đánh một con hồ ly tinh như cô. Hồng Anh, tao luôn coi mày là người thân, tại sao mày lại nhẫn tâm đối xử như thế với tao? Tại sao? Đơn giản thôi, tại vì tao yêu anh Hưng. Và tao không muốn mày cướp đi bất cứ thứ gì của tao cả. Yêu? Mày yêu anh Hưng hay là yêu tiền của anh ấy? Khi xưa anh ấy nghèo khó, mày bỏ anh ấy để theo đại gia. Bây giờ thấy anh ấy giàu có rồi, mày lại muốn quay lại đúng không? Lúc đầu anh Hưng nói với tao về kế hoạch của mày, tao đã không tin. Nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến thì tao không còn lời nào để nói nữa. Mày cút ra khỏi nhà tao đi. Châu, tao với mày cũng là bạn thân lâu rồi mà. Bây giờ mày đuổi tao ra khỏi nhà, tao biết đi đâu. Cút! Bù giờ thì ở nhà mà nghỉ ngơi đi, là còn bày đặt đi học. Cậu quá đáng vừa thôi, rất bị khiếm thị chứ không phải bị mù. Lần sau đừng để tao nhìn thấy cái mặt mày, bằng không ấy tao làm thịt mày luôn. Đương nhiên là tao sẽ gửi những hình ảnh này cho bố mày, cũng chính là hiệu trưởng của trường này. Mày muốn tao làm gì? Nói. Từ giờ trở đi mày không bao giờ được động đến Đức nữa. Bố thôi đi được không? Con chán kiểu sắp đặt của bố lắm rồi. Con có phải tàn tật đâu, tại sao bố lại so sánh con với nó? Chán kiểu sĩ diện của bố. Con tắt máy đây. Bố à, các bạn không biết gì được à? Con nó mù thật à? À, cái thằng này là cái thằng mù dở nổi tiếng ở trường mà. Quần áo của tao, không cứ thế mà bỏ đi à? Tôi xin lỗi ạ, do tôi không cẩn thận nên tôi mới làm được. Mù giờ thì ở nhà mà nghỉ ngơi đi, là còn bày đặt đi học. Bằng mù này đi học cái gì? Này, cậu quá đáng vừa thôi, Đức bị khiếm thị chứ không phải bị mù. Cậu ấy vẫn nhìn và cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Là cậu. Cậu tự va vào cậu ấy, cậu mới là người phải xin lỗi đấy. Nhưng mà chúng tao không thích xin lỗi đấy, làm sao? Mày thích lo chuyện bao đồng không? Không xin lỗi thì cũng phải xin lỗi. Tao không xin lỗi đấy, mày làm gì được tao? Không xin lỗi thì cũng phải xin lỗi. Tao không thích. Đừng có mẹ ý thế, bắt nạt người khác. Tao thích thế. Không. Thôi Linh ơi, là do tôi bất cẩn, đi đừng không cẩn thận nên va vào con họ luôn. Cậu cãi nhau với họ nữa. Được rồi, không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, mình đi. Mới là người có lỗi, mắc gì mà cậu phải xin lỗi hả? Lỗi cũng một phần do tớ không nhìn rõ được. Sao lúc nào cậu cũng nhận hết lỗi về mình thế hả?
Một điều nhịn là chín điều lành mà. Người gây chuyện ở đây là thằng Hưng. Nó nổi tiếng xấu tính ở trường, chuyên ra bắt nạt người khác. Đi học có cẩn thận đấy. Tớ biết rồi. Thôi, mình về đi kẻo muộn. Tao mời, không thiếu tiền. Được không? Đi. Trêu nó. Trêu. Ê, Tâm Hồ. Đứng đợi cái đó à? Ai đấy? Vừa hôm qua mày còn bao là tao. Quên nhanh thế. Các cậu đến đây có việc gì? Thì là tao thấy mày được một mình, tao thích cà khịa mày đấy, được không? Bà ta vẫn thắc mắc một điều, mắt mày mù như thế này, mày chép bài kiểu gì? Mấy người đang làm cái gì đấy? Đúng là thằng mù. Cứ sống như gà mới. Mấy người cút đi. Tôi không phải là thằng ngu. Trả lại vợ cho tôi. Tao không cút đấy, mà làm gì được tao. Này, vở mày đây này, đây này, đây. Đây, 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 đây. Này, cầm lấy. Bỏ cái ra. Chữ thì xấu, tao vứt vở của mày đi rồi. Mày có giỏi thì mày đi tìm lại vở của mày đi. Cái loại mù dở như mày ấy, không biết an phận. Mày là cái loại tao ghét nhất trần đời đấy. Thôi, về đây. À, từ. Gì? Còn nữa, lần sau đừng để tao nhìn thấy cái mặt mày. Bằng không ấy, tao làm thịt mày luôn đấy. Biết chưa? Đi, chào sữa đây. Ai bắt nạt cậu? Có phải là thằng Hưng không? Đúng là nó rồi, để tôi đi tìm nó. Đừng. Tớ không sao. Cậu có thể liệu giúp tớ quyền vào bị Hưng ném đi được không? Ra muộn nên là cậu mới bị bắt nạt như thế. Lỗi làm gì ở đây? Mấy chuyện vặt thôi. Cậu đừng để tâm. Sao lúc nào cậu cũng hiền lành như thế? Bị bắt nạt mà cậu vẫn cười được à? Đức, cậu phải biết tự bảo vệ bản thân chứ. Tớ chỉ không muốn gây phiền phức cho cậu thôi. Phiền phức á? Người gây chuyện là thằng Hưng chứ không phải là cậu. Đừng lúc nào cũng tự chịu trách nhiệm như thế, được không, hả? Thôi, không nói nữa, đi về. Cậu đứng lên được không? Nào, đi cẩn thận đấy. Làm gì mà cười suốt thế hả? Tớ vui tớ mới cười. Vui cái gì? Wow. Câu chuyện trên chàng trai mù dở của cô nàng đánh hanh. Này, cậu nói ai mù dở đánh hanh đấy? Giữ đi, tớ không cần đánh cậu ta bây giờ này. Tớ giữ rồi. Cậu nói sai à? Thì kìa, chàng khoác tay nàng trông tình cảm quá. Đừng im nhá. Cậu muốn làm gì? Thì tao chụp cho chúng mày kèo hoàn. Tôi bỏ quá. Đi cậu ơi. Chuyện tình đẹp nhất của trường. Dừng lại đi. Cậu quá đáng rồi thôi. Nếu không tao sẽ không để yên cho cậu đâu. Mạnh mồm thế nhở? Mày làm gì cho tao? Bỏ đi Linh. Thôi mình đi thôi, kệ cậu ta. Suốt ngày bỏ qua cho cậu ta như thế á. Loại người như nó mà không cho nó một trận thì
vẫn còn tiếp tục đấy. Mày làm gì với tao? Đương nhiên là tao sẽ cho mày một bài học của việc sỉ nhục người khác rồi. Tao lại sợ mày quá. Rồi. Mấy người đang làm cái gì đấy? Này, vở vào đây này, đây. Chữ thì xấu, tao vứt vở của mày đi thôi. Mày có giỏi thì mày đi tìm lại vở của mày đi. Cái loại mù dở như mày ấy, không biết an phận. Mày là cái loại tao ghét nhất trần đời đấy. Bố thôi đi được không? Con chán kiểu sắp đặt của bố lắm rồi. Con có phải tàn tật đâu, tại sao bố lại so sánh con với nó? Đương nhiên là tao sẽ gửi những hình ảnh này cho bố. Tao nghe nói ông ấy là một người rất là nghiêm khắc và trọng sĩ diện. Điều gì sẽ xảy ra nếu những bức hình này được đăng tải lên Facebook của trường hoặc gửi trực tiếp đến cho bố mày, cũng chính là hiệu trưởng của trường này? Mày! Điều đó sẽ rất là hay đấy. Đừng có giở trò với tao. Mày muốn tao làm gì? Nói. Nước trong không phạm nước giếng. Từ giờ trở đi, mày không bao giờ được đập đến nước nữa. Nếu như mà mày không xin lỗi và hứa từ giờ sẽ không bắt nạt nước nữa thì tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Mày! Và đương nhiên là Đức cũng phải đồng ý nữa. Được rồi, tao xin lỗi. Thời gian qua tao đã gây khó khăn cho mày. Từ giờ tao sẽ không bắt nạt mày nữa, được chưa? Linh ơi, đừng nghĩ là tội nhà cũng biết lỗi rồi. Đừng nghĩ là mình nên xóa ảnh và clip đi Linh ạ. Cái gì? Cậu điên à? Nhớ đâu cậu ta lật lọng sao hả? Tôi tin cậu ta. Nếu không phải là vì cậu ta có lỗi của riêng thì chắc cậu ta không bắt nạt tôi như vậy đâu. Nếu cậu ta không bị gia đình so sánh cậu ta với tôi thì tôi nghĩ là cậu ta sẽ không ghét tôi như thế. Tôi nghĩ là cậu cứ xóa clip đi. Tôi tin cậu ta. Bạn. Từ bây giờ chúng ta làm bạn nhé. Giơ tay đây. Quá rồi. Chúng ta đi học thôi. Chúng ta đi học thôi. Đi. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, bạn muốn là người lái đò? Hãy đến với tìmviệc.com.vn.